Xin chào các bạn. Chào các bạn đến với channel của mình nhé. Cuộc sống CZ, tức là cuộc sống Praha đấy. Ở đây mình sẽ cập nhật những thông tin và những cái cảnh quan cuộc sống của con người Việt cũng như con người Cộng hòa Séc và các nước tại Praha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái khu gọi là khu chợ trời, người Việt Nam mình thường gọi thế. Mà ở đây là người ta thường bán các cái đồ cũ ở Việt Nam gọi là đồ second hand. Mọi thứ đều gọi là second hand nhưng mà nó có nhiều cái còn mới lắm và rất chi đẹp, giá thành thì cực rẻ. Đặc biệt ở cái khu vực này thì người Việt Nam thường tới để mua và tìm được những cái vật cổ, đặc biệt là đồng hồ. Mua nhiều cái đồng hồ rất chi đẹp, có giá trị rất chi cao mà với giá thành cực kỳ rẻ. Nào, chúng tôi hãy cùng đi khám phá cái chợ trời này nhé. Tôi chỉ có thời gian tầm 30 phút thôi. Tôi sẽ cho các bạn xem cái chợ trời ở Praha nó hoạt động như thế nào nhé. Ở khu vực Praha này có rất nhiều chợ trời, nhưng cái chợ trời này là cái chợ trời tôi hay đi nhất. Và sau khi dịch bệnh phát triển mạnh thì chợ bị đóng, mà bây giờ là được mở cửa lại thì mọi người đi vào chắc đông lắm, mình thấy xe rất nhiều. Bây giờ ta thử đi vào xem nhá. Và lưu rằng đi vào chợ trời thì nếu mình để ô tô ở ngoài á, mình đi một bộ vào thì phải mất 20 cu, tức tương đương với 20.000 tiền Việt Nam. Còn nếu như mình đi xe cả xe vào thì có bãi xe phía trong ấy, nó chỉ tầm khoảng 70 cu. Ngày xưa 50 cu, bây giờ 70 cu, tương đương với 70.000 tiền Việt Nam. Chào nha, bắt đầu đi vào nha, tham quan nha. Những cái vật dụng cổ ấy, cổ lắm, nó có giá từ 500 đến 1.000, 2.000 cu thì tương đương 500.000 đến 2 triệu, có thể 4 triệu, 5 triệu, chỉ cần hồn. Dạ vâng. Một cái chuông, rất chua đẹp. Hôm nay có vẻ như cũng không đông người lắm. Và hôm nay là đông lắm. Đầy đủ hết. Máy tính. Colic gas toy? Colic toy tên thôi. Nó chỉ xích phép hết. Chỉ
À, các bạn như thế thì cần xem là cái cùng cái máy tính này chỉ có 1.500.000. Chắc nó bị hỏng hay sao. Ở ngoài này thì có nhiều cái bị hỏng, nhiều cái cũng thấy. Hôm ở khu vực này là rất chia đông người, cả cái dãy này là đều cũng buôn bán hết. Bây giờ chỉ ở sang bên kia này, bây giờ chỉ còn ít thôi. Thank you.
Alô, Fernando, já me deu. Alô, Fernando.